Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tua mò nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi tua mò nào. Trước khi đi tua mò, nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tua mò nào. Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ tua mò cho các bạn xem. Dạ, đúng rồi, cái linh nó đi gì đấy. Nếu là một bên thì nó là BV rồi. Nhưng vậy cảm nhận tôi xong rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tua mò nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi tua mò nào. Trước khi đi tua mò, nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình.
Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ, chúng mình cùng đi tour mò nào. Đúng rồi. Nếu chị làm ba mày đấy. Đúng rồi. À? Chưa có gì. Người đá cho chị ạ. Chiều tiếp trẻ chiều anh Thành ơi, ở đây chơi dĩ âm anh Thành ở đây chơi em chị đã chán nó không biết đâu cái nào hả đấy á sao cắt ra mà cắt từ một cái phần cũ ra mà đúng rồi thật sự em để ý suốt đấy gọi là mình đã tới một